À, nó cũng có những đặc biệt khác so với những cây mít thông thường, cho nên thì đối với những cây mít thông thường thì ta có thể thấy là nó có thể tự mọc hoặc là trồng cây từ bé và người dân cứ để thế và cho nó mọc lên tự nhiên thôi, nó vẫn phát triển bình thường. Nhưng đối với cây mít tí hon này thì ngoài việc lấy giống từ nước ngoài thì mình cũng phải chăm bón và tưới nước thường xuyên, đảm bảo cho cây hấp thụ tốt những khoáng chất cần thiết cho đất. Đặc biệt là lúc cây bắt đầu tầm lớn hơn người mình. Chị? Sẽ bắt đây nhỉ? Ừ. Cái này. Ừ, đó đó. Để coi Không đặt được tự. mẹ, đây này, hãy có phần nêm cài đặt nhóm để bảo quản. Cái đâu? Khoan, cứ cứ để đó đi, vô coi đặt đó. À chị có tí. Là đắng Cứ cứ lại đó. Được nhỉ. Nhỏ cái bấm quái bắn lại. Ừ, hơi nhỏ cái này. Hay là cứ cậu phải cầm thương tệ đấy biết. Nắng. Nắng thì cứ gửi thương cậy. Lâu rồi. Một cậy mà nán chứ. Mình chưa có toàn mà. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay như video trước thì mình có giới thiệu rất là cụ thể đối với các bạn về giống cây mít của nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đừng 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 mấy tí nữa. Ngồi xuống đi được, khỏi mọi. Tùy. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một loại rau rất là đặc biệt. Có thể gọi là rau này khá là độc quyền của nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng, đấy là rau khoai lang. Những nơi khác thì thường gọi giống rau này là lang. Ta có thể thấy ông ngoại bạn Thúy Hằng mục tiêu là trồng để phục vụ cho bữa cơm gia đình, cho nên đặc biệt là không phun thuốc trừ sâu hay là chất tăng trưởng, nên có thể là những lá rau của cũng có một vài lỗ nhỏ thể hiện cho sự là có con sâu có thể ăn lá ở đây, nhưng mà vì thế thì rau ở đây rất là đảm bảo sức khỏe. Rau này thì chỉ cần sống ở vùng đất tơi xốp, pha lẫn một ít gát thì có thể sinh trưởng rất là nhanh. Đầu tiên thì mình sẽ mua những dây khoai lang về để trồng ở đây theo luống và chỉ cần tưới nước một ngày 2 lần. Thì sau khoảng 1 tháng thì nó đã bắt đầu tốt và chúng ta có thể hái rau ăn dần. Rau khoai thì cung cấp rất nhiều vitamin, protein, giúp bổ não, tốt cho tim mạch cũng như là tăng trí nhớ rất là tốt. Rau khoai này thì mình có thể lấy ngọn của rau khoai để luộc, chấm với nước mắm, tỏi ớt cũng rất là ngon. Hoặc có thể những lá già hơn thì mình có thể hái rau về. Xóa đây, mất vần đuôi. Thôi thôi đừng nói đợi, đợi đợi tao quay xong này đem đi quay. Mày tao. 2 phút. Thôi được thôi. 2 phút trên mặt trời. 2 phút tôi xóa đi. Rau này thì rất là dễ trồng. Được cái điện thoại đọc bài cũng. Cậu nói. Củ của khoai này ăn cũng rất là ngon và phục vụ cho chế độ giảm cân của nhiều chị em phụ nữ.
hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một món ăn làm rất là ngon. Đấy là món rau khoai, canh rau khoai lang nấu tôm gọt mắt. Đây là một món ăn có nguyên liệu rất là dễ tìm. Bước 1 thì sau khi rau khoai lang nhặt bỏ phần già và rửa sạch, thì sau đó mình thái đoạn vừa ăn, hành khô thì lột vỏ, rửa sạch và băm nhỏ. Tôm sú thì mình lột vỏ, rút kỹ đường, chỉ đen trên sóng lưng tôm và ướp tôm với 1/2 phần hành băm nhỏ, 1 thìa hạt nêm. Và mình sẽ cho 3 thìa mỡ nước cùng với tóp mỡ vào nồi, sau đó cho phần hành tỏi băm nhỏ còn lại và 1/2 thìa bột ớt vào. Bước 3 thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể trong những video sau. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục thì chuỗi video lần trước thì lần này mình sẽ nói đến bước 3 của món canh khoai lang nấu tôm. Thì khi nồi canh sôi thì bạn dùng thìa vớt hết phần bọt bên trên rồi nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng. Sau đó thì cho rau vào nồi và đảo nhẹ để rau chín đều, đun sôi thêm 1 phút nữa thì tắt bếp. Không nên cho rau lang sôi quá lâu bởi vì là rau sẽ rất là dễ bị làm nhừ. Nếu mà nhừ quá thì không ngon. Và hôm nay thì mình cũng giới thiệu đến các bạn những tác dụng thần kỳ của củ khoai lang. Ông ngoại bạn Thúy Hằng thì cũng bảo là trồng cây khoai lang này tầm 2 đến 3 năm thì sẽ cho ra củ ở dưới. Thì khoai lang là một loại cây nông nghiệp với các rễ củ lớn chứa nhiều tinh bột và có vị ngọt, được gọi là củ khoai lang, và nó là nguồn cung cấp rau ăn củ quả quan trọng, được sử dụng trong vai trò của cả rau lẫn lương thực. Các lá non và thân non cũng được sử dụng như một loại rau. Thành phần dinh dưỡng của nó thì có lợi cho sức khỏe. Mình có thể có tác dụng trong việc phòng bệnh. Khoai lang thì có nhiều lợi ích cho sức khỏe mà không hề có tác dụng phụ khi sử dụng hàng ngày. Các rễ cây thì được sử dụng làm chất tăng tiết sữa. Lá được dùng để điều trị bệnh thái tháo đường và sổ run mắc và điều trị áp xe và cầm máu. Củ thì tốt cho việc chữa bệnh hen suyễn. Xịt răng. Có anh xịt răng. Xịt răng. Ui giời. Rất là nhiều công dụng đúng không các bạn? Và thật sự rất là tiếc. Bởi vì mình đã không biết đến lợi ích của củ khoai lang sớm hơn để có thể ăn nhiều hơn, để có thể tác dụng tốt cho sức khỏe. Mày Minh quay đâu à? Thế cứ quái sao gửi đến mày? Quay đi. Quay đi.
Đang quay được. Mấy ba tháng đấy. Thế nhưng đéo đùa đó. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ theo chân bạn Thúy Hằng. Mà đi mình thôi, quan trọng không? À, đi tham vườn của ông ngoại của bạn Thúy Hằng. Đầy nhanh tiến thô đó. À, vườn nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng thì trồng rất nhiều cây ăn quả cũng như là cây cảnh. Các bạn có thể đây là một hàng dâm bụt lối vào cổng của ông bạn Thúy Hằng. Đây là một loại giống dâm bụt được lấy giống nhân giống từ nước Pháp xa xôi. Hoa rất là tươi và nhiều bông ạ. Ông gọi bạn Thúy Hằng cho biết mỗi giống cây hoa dâm bụt này có giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, tùy vào loại hoa màu gì cũng như tùy lại giống màu gì. Và ông gọi bạn Thúy Hằng cũng cho biết là để trồng lên cây này thì mình phải phân bón nó đầy đủ, nhưng mà loại phân mà ông bạn Thúy Hằng sử dụng là phân kali, có giá là 50.000 đồng 1 kg phân kali. Và một tháng thì đối với cây dâm bụt này thì ông bạn Thúy Hằng phải dùng 2 kg đến 2,5 kg phân kali. Ngoài ra phải kết hợp mỗi ngày tưới nước 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều tối mới có thể nhanh lớn như thế này. Và cây dâm bụt này đã được ông bạn Thúy Hằng trồng hơn 1 năm. Và ông bạn Thúy Hằng cũng cho biết là sẽ nhân giống và trồng nhiều cây dâm bụt hơn để có thể vào mỗi dịp xuân có thể khoe sắc. Cụm ái nổi dưới thơm là quý. Cái mướng cảnh ấy. Này, trong lúc đồi mình về sọc vào cái sọc dư phong ở đây. Ok. Sọc dư phong vậy đi cái. Lấy xăm súng mà được đó, popo mà được đó. Ta có thể ngắm qua những bông hoa dâm bụt. Bông nó rất là đặc biệt, nó không giống như hoa dâm bụt bình thường màu đỏ. Đặc biệt là hoa dâm bụt này rất là thơm. Nhiều người vẫn bảo là đừng như hoa dâm bụt có đỏ mà không có thơm, nhưng đây là cây hoa dâm bụt đặc biệt, vừa thơm vừa đỏ. Mình có thể cây dâm bụt này đêm đơm hoa ra thì lúc hoa tàn thì sẽ có nhụy hoa và có hạt của hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt này đặc biệt là nó có hạt, không giống như những cây hoa dâm bụt bình thường ở Việt Nam. Thì mình có thể lấy hạt này được nhá. Viết lấy mạnh đấy. Mình có thể lấy hạt này để gieo trồng trong những vụ sau. Xóa cái video mới này chứ. Video rao thì mình sẽ dẫn các bạn đến những địa chỉ. Đi ngoài đi thôi, đừng vô nhập. Dài thì dài trạng, đừng lấy cần mình đây đâu. Cứ đừng lấy cho im đấy. Không cần đi đâu mà cho nhập. Và video này thì cũng đã gần đến hồi kết. Trong những video sau thì mình sẽ cùng bạn Thúy Hằng đến thăm những cây ăn quả cũng như là cây rau do chính tay ông ngoại đã hơn 90 tuổi gieo trồng của nhà bạn Thúy Hằng.
mình sẽ quay cho các bạn ngắm sơ qua về vườn của ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đấy. Đây là hoa màu đỏ có không và hoa màu tím. Đấy là mình chỉ quay qua cho các bạn xem thôi. Còn trong video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể từng loại cây ăn quả cũng như cây rau do chính ông ngoại bạn Thúy Hằng gieo trồng. Và video này mình cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye, bye bye. Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục video thì mình hôm nay như đã hứa thì mình sẽ giới thiệu cụ thể từng loại cây ăn quả cũng như là đi thăm vườn nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Mỹ Như Hào với anh là tên gì? Bạn đấy là gì? Hoa này thì trồng được 2 tháng rồi nhưng mà khi trồng cái này là mua giống từ mua giống hay là bên trong hay là đây, tao có thể thấy thì cây bạn Thúy Hằng là một cây mít. Có thể nói là người ta ví von là cây mít này là cây mít tí hon, bởi vì là so với những giống cây mít bình thường thì cây mít này có kích cỡ cũng như là chiều dài ngắn hơn so với những cây mít thông thường của bà con trong xóm. Tí nữa kể ông ạ, khi mà mới chụp. Đây là cây mít rất là nhỏ, chiều cao khoảng từ 10 đến 13 mét. Nhưng mà nhánh của cây mít này cũng không quá nhiều nhưng mà cho rất là nhiều quả. Chúng ta có thể thấy ở dưới gốc của cây mít có tầm từ 15 đến 20 quả. Đặc biệt hay mít đi rồi mà mỗi đông tân nghe chứ cây mít từ gốc lên đến ngọn. Còn trên ngọn cũng rất là nhiều trái nhưng mà mình quay thì không rõ lắm nhưng mà có rất nhiều quả con. Mít này thì theo như ông ngoại bạn Thúy Hằng tâm sự thì là được một người bạn thời đi đánh Mỹ tặng cho giống cây mít này. Giống này là giống đặc biệt được nhập khẩu từ đất nước Italia xa xôi về. Quả 4 tí nhá. Có một cái sáo đâu. Con nàng ăn bán qua đây rồi này. Cây mít này thì cũng có rất là nhiều công dụng. Lúc cây mít còn non hay còn gọi là xanh thì mình có thể gọt vỏ để có thể làm rau, phục vụ cho những bạn ăn. Hoặc có những gia đình thì không thích ăn rau thì có thể đợi nó chín để bóc tách từng múi ăn như một quả sau khi ăn để tráng miệng. Mít này thì đặc tính của nó là khô nhưng mà vẫn có một chút gì đó ẩm ướt khi đi vào miệng thì mang lại một vị ngọt rất là đặc trưng. Có câu hỏi mới của bạn Thúy Hằng có thích ăn mít này không ạ? trong những video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách
gieo mít quả này và cách trồng cũng như là cách bảo quản và làm các món ăn từ mít. Xin chào tất cả các bạn. Hôm trước thì mình và cũng đã theo chân bạn Thúy Hằng đi tham quan cây mít tí hon khổng lồ của ông ngoại. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn đối với dòng cây mít này thì cách chăm sóc có khác so với những cây thông thường hay không. Thì mình sẽ nói rõ cho các bạn. Chúng ta có thể ngắm nhìn qua gốc cây mít và cũng như từng quả mít của cây này. Mình có thể thấy cây mít này từ cây đến quả có rất là nhiều điểm khác biệt so với những cây mít thông thường. Đối với cây mít này thì cái gai của nó khá là nhẵn so với những cây mít thông thường. Đặc biệt là nó chia theo màu từ màu nâu đến màu xanh, có hơi chút ngả vàng, không phân theo từng màu giống như cây mít thông thường. Và đặc biệt là quả thì thường mọc tụ lại ở một nơi, không tách thành từng lớp giống như những cây mít bình thường. Ta có thể thấy ở dưới gốc cây mít này thì rất là nặng đúng không ạ? Và trưa hôm nay thì mình cũng xin phép ông ngoại bạn Thúy Hằng một quả mít để có thể về làm rau xem có đặc biệt hơn so với những cây mít thông thường hay không. Nó cũng có những đặc biệt khác so với những cây mít thông thường cho nên thì đối với những cây mít thông thường thì ta có thể thấy là nó có thể tự mọc hoặc là trồng cây từ bé và người dân cứ để thế và cho nó mọc lên tự nhiên thôi. Nó vẫn phát triển bình thường, nhưng đối với cây mít tí hon này thì ngoài việc lấy giống từ nước ngoài thì mình cũng phải chăm bón và tưới nước thường xuyên. Đảm bảo cho cây hấp thụ tốt những khoáng chất cần thiết cho đất. Đặc biệt là lúc cây bắt đầu tầm lớn hơn người mình. Chị sẽ bắt đây nhỉ. Đó. Để cài đặt tự. Đây này, hãy có phần nêm cài đặt nhón để bảo quản. Cái đâu? Khoan, cứ để đó đi, vô cài đặt đó. Chị có tí. Cứ lại đó đấy. Được nhỉ. Hơi nhỏ cái này. Hay là cứ cậu phải cầm thương tệ đấy chứ. Nắng thì cứ gửi tôi cậy. Lúc này mình ăn chứ. Mình chưa có tỏi mà. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay như video trước thì mình có giới thiệu rất là cụ thể đối với các bạn về giống cây mít của nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đừng mấy tí nữa. Ngồi xuống đi được, khỏi mọi. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một loại rau rất là đặc biệt
có thể gọi là rau này khá là độc quyền của nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng, đấy là rau khoai lang. Những nơi khác thì thường gọi giống rau này là lang. Ta có thể thấy ông ngoại bạn Thúy Hằng mục tiêu là trồng để phục vụ cho bữa cơm gia đình, cho nên đặc biệt là không phun thuốc trừ sâu hay là chất tăng trưởng. Nên có thể là những lá rau của cũng có một vài lỗ nhỏ thể hiện cho sự là có con sâu có thể ăn lá ở đây. Nhưng mà vì thế thì rau ở đây rất là đảm bảo sức khỏe. Rau này thì chỉ cần sống ở vùng đất tơi xốp, pha lẫn một ít gát thì có thể sinh trưởng rất là nhanh. Đầu tiên thì mình sẽ mua những dây khoai lang về để trồng ở đây theo luống, và chỉ cần tưới nước một ngày hai lần. Thì sau khoảng một tháng thì nó đã bắt đầu tốt và chúng ta có thể hái rau ăn dần. Rau khoai thì cung cấp rất nhiều vitamin, protein, giúp bổ não, tốt cho tim mạch cũng như là tăng trí nhớ rất là tốt. Rau khoai này thì mình có thể lấy ngọn của rau khoai để luộc, chấm với nước mắm, tỏi ớt cũng rất là ngon. Hoặc có thể những lá già hơn thì mình có thể hái rau về. Xóa đây, mất bẩn đuôi. Thôi thôi đừng nói đoạn, đời tao quay xong này đi em đi quay. Mày tao 2 phút. Thôi được 2 phút rồi anh mất chai đi. 2 phút thôi, xóa đi. Rau này thì rất là dễ trồng. Được cái điện thoại đọc bài cũng cậu nội. Củ của khoai này ăn cũng rất là ngon và phục vụ cho chế độ giảm cân của nhiều chị em phụ nữ. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một món ăn làm rất là ngon, đấy là món rau khoai, canh rau khoai lang nấu tôm gọt mắt. Đây là một món ăn có nguyên liệu rất là dễ tìm. Bước 1 thì sau khi rau khoai lang nhặt bỏ phần già và rửa sạch, thì sau đó mình thái đoạn vừa ăn, hành khô thì lột vỏ, rửa sạch và băm nhỏ. Tôm sú thì mình lột vỏ, rút kỹ đường, chỉ đen trên sóng lưng tôm và ướp tôm với 1/2 phần hành băm nhỏ, 1 thìa hạt nêm. Và mình sẽ cho 3 thìa mỡ nước cùng với tóp mỡ vào nồi, sau đó cho phần hành tỏi băm nhỏ còn lại và 1/2 thìa bột ớt vào. Bước 3 thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể trong những video sau. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục thì chuỗi video lần trước thì lần này mình sẽ nói đến bước 3 của món canh khoai lang nấu tôm. Thì khi nồi canh sôi thì bạn dùng thìa vớt hết phần bọt bên trên rồi nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng. Sau đó thì cho rau vào nồi và đảo nhẹ để rau chín đều. Đun sôi thêm 1 phút nữa thì tắt bếp. Không nên cho rau lang sôi quá lâu bởi vì là rau sẽ rất là dễ bị làm nhừ. Nếu mà nhừ quá thì không ngon. Và hôm nay thì mình cũng giới thiệu đến các bạn những tác dụng thần kỳ của củ khoai lang. Ông ngoại bạn Thúy Hằng thì cũng bảo là trồng cây khoai lang này tầm 2 đến 3 năm thì sẽ cho ra củ ở dưới.
thì khoai lang là một loại cây nông nghiệp với các rễ củ lớn chứa nhiều tinh bột và có vỉ ngọt, được gọi là củ khoai lang, và nó là nguồn cung cấp rau ăn củ quả quan trọng, được sử dụng trong vai trò của cả rau lẫn lương thực. Các lá non và thân non cũng được sử dụng như một loại rau. Thành phần dinh dưỡng của nó thì có lợi cho sức khỏe. Mình có thể có tác dụng trong việc phòng bệnh. Khoai lang thì có nhiều lợi ích cho sức khỏe mà không hề có tác dụng phụ khi sử dụng hàng ngày. Các rễ cây thì được sử dụng làm chất tăng tiết sữa. Lá được dùng để điều trị bệnh thái tháo đường và sổ run mắc, và điều trị áp xe và cầm máu. Củ thì tốt cho việc chữa bệnh hen suyễn. Xịt răng. Có anh xịt răng. Xịt răng. Ui giời. Rất là nhiều công dụng đúng không các bạn? Và thật sự rất là tiếc. Bởi vì mình đã không biết đến lợi ích của củ khoai lang sớm hơn để có thể ăn nhiều hơn, để có thể tác dụng tốt cho sức khỏe. Mày Minh quay được à? Thế cứ quay sao gửi đến mày. Quay đi. Quay đi. Đang quay được. Mày ba Thành ơi. Thế nhưng đéo đùa đó ạ. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ theo chân bạn Thúy Hằng. Mà đi mình thôi, quan trọng không? Đi tham vườn của ông ngoại của bạn Thúy Hằng. Đẩy nhanh tiến độ á. Vườn nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng thì trồng rất nhiều cây ăn quả cũng như là cây cảnh. Các bạn có thể đây là một hàng dâm bụt lối vào cổng của ông bạn Thúy Hằng. Đây là một loại giống dâm bụt được lấy giống nhân giống từ nước Pháp xa xôi. Cảm ơn đấy, chạy tiêu lên được. Hoa rất là tươi và nhiều nhiều bông ạ. Ông ngoại bạn Thúy Hằng cho biết mỗi giống cây hoa dâm bụt này có giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, tùy vào loại hoa màu gì cũng như tại tùy lại giống màu gì. Và ông ngoại bạn Thúy Hằng cũng cho biết là để trồng nên cây này thì mình phải phân bón nó đầy đủ, nhưng mà loại phân mà ông bạn Thúy Hằng sử dụng là phân kali, có giá là 50.000 đồng 1 kg phân kaki. Và một tháng thì đối với cây dâm bụt này thì ông bạn Thúy Hằng phải dùng 2 kg đến 2,5 kg phân kaki. Ngoài ra phải kết hợp mỗi ngày tưới nước 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều tối mới có thể nhanh lớn như thế này. Và cây dâm bụt này đã được ông bạn Thúy Hằng trồng hơn 1 năm. Và ông bạn Thúy Hằng cũng cho biết là sẽ nhân giống và trồng nhiều cây dâm bụt hơn để có thể vào mỗi dịp xuân có thể khoe sắc. Cụm ái nổi dưới thơm là quý. Cam thương nặng nữa nè. Ừ.
cái mướng cảnh ấy. Này, trong lúc đời mình về sạc vào cái sạc dự phòng ở đây. Ok. Sạc dự phòng ở đây kìa. Lấy xăm súng mà được đó, popo mà được đó. Ta có thể ngắm qua những bông hoa dâm bụt. Bông nó rất là đặc biệt, nó không giống như hoa dâm bụt bình thường màu đỏ. Đặc biệt là hoa dâm bụt này rất là thơm. Nhiều người vẫn bảo là đừng như hoa dâm bụt có đỏ mà không có thơm, nhưng đây là cây hoa dâm bụt đặc biệt, vừa thơm vừa đỏ. Mình có thể cây dâm bụt này đêm đơm hoa ra thì lúc hoa tàn thì sẽ có nhụy hoa và có hạt của hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt này đặc biệt là nó có hạt, không giống như những cây hoa dâm bụt bình thường ở Việt Nam. Thì mình có thể lấy hạt này. Được chưa? Viết lấy máy này. Mình có thể lấy hạt này để gieo trồng trong những vụ sau. Xóa cái video mới này chứ. Video rao thì mình sẽ dẫn các bạn đến những địa chỉ. Đi ngoài thì thôi, đừng vô nhập. Dài thì dài trạng, đừng lấy cần mình lấy đâu. Cứ đừng lấy cho im đấy, không cần đi đâu cho nhập. Và video này thì cũng đã gần đến hồi kết. Trong những video sau thì mình sẽ cùng bạn Thúy Hằng đến thăm những cây ăn quả cũng như là cây rau do chính tay ông ngoại đã hơn 90 tuổi gieo trồng của nhà bạn Thúy Hằng. Mình sẽ quay cho các bạn ngắm sơ qua về vườn của ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đấy. Đây là hoa màu đỏ, có hồng và hoa màu tím. Đấy là mình chỉ quay qua cho các bạn xem thôi. Còn trong video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể từng loại cây ăn quả cũng như cây rau do chính ông ngoại bạn Thúy Hằng gieo trồng. Và video này mình cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye, bye bye. Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục video thì mình hôm nay như đã hứa thì mình sẽ giới thiệu cụ thể từng loại cây ăn quả cũng như là đi thăm vườn nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Mỹ Như Hào với anh là tên gì á? Đây, ta có thể thấy thì anh bạn Thúy Hằng là một cây mít. Có thể nói là người ta ví von là cây mít này là cây mít tí hon, bởi vì là so với những giống cây mít bình thường thì cây mít này có kích cỡ cũng như là chiều dài ngắn hơn so với những cây mít thông thường của bà con trong xóm. Tí nữa kể ông ạ, khi mà mình chụp. Đây là cây mít rất là nhỏ, chiều cao khoảng từ
10 đến 13 mét. Nhưng mà nhánh của cây mít này cũng không quá nhiều, nhưng mà cho rất là nhiều quả. Chúng ta có thể thấy ở dưới gốc của cây mít có tầm từ 15 đến 20 quả. Đặc biệt hay mít đi rồi mà mỗi đông tân nghe chứ cả. Cây mít từ gốc lên đến ngọn, còn trên ngọn cũng rất là nhiều trái, nhưng mà mình quay thì không rõ lắm, nhưng mà có rất nhiều quả con. Mít này thì theo như ông ngoại bạn Thúy Hằng tâm sự thì là được một người bạn thời đi đánh Mỹ tặng cho giống cây mít này. Giống này là giống đặc biệt được nhập khẩu từ đất nước Italia xa xôi về. Quả quả 4 tí nhá, có một cái sáo đâu. Con nàng không bán qua đây rồi này. Cây mít này thì cũng có rất là nhiều công dụng. Lúc cây mít còn non hay còn gọi là xanh thì mình có thể gọt vỏ để có thể làm rau, phục vụ cho những bạn ăn, hoặc có những gia đình thì không thích ăn rau thì có thể đợi nó chín để bóc tách từng múi ăn như một quả sau khi ăn để tráng miệng. Mít này thì đặc tính của nó là khô nhưng mà vẫn có một chút gì đó ẩm ướt, khi đi vào miệng thì mang lại một vị ngọt rất là đặc trưng. Có câu hỏi mới của bạn Thúy Hằng có thích ăn mít này không ạ? Trong những video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gieo mít quả này và cách trồng cũng như là cách bảo quản và làm các món ăn từ mít. Xin chào tất cả các bạn. Hôm trước thì mình và cũng đã theo chân bạn Thúy Hằng đi tham quan cây mít tí hon khổng lồ của ông ngoại. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn đối với dòng cây mít này thì cách chăm sóc có khác so với những cây thông thường hay không. Thì mình sẽ nói rõ cho các bạn. Chúng ta có thể ngắm nhìn qua gốc cây mít và cũng như từng quả mít của cây này. Mình có thể thấy cây mít này từ cây đến quả có rất là nhiều điểm khác biệt so với những cây mít thông thường. Đối với cây mít này thì cái gai của nó khá là nhẵn so với những cây mít thông thường. Đặc biệt là nó chia theo màu từ màu nâu đến màu xanh, có hơi chút ngả vàng, không phân theo từng màu giống như cây mít thông thường. Và đặc biệt là quả thì thường mọc tụ lại ở một nơi, không tách thành từng lớp giống như những cây mít bình thường. Ta có thể thấy ở dưới gốc cây mít này thì rất là nặng đúng không ạ? Và trưa hôm nay thì mình cũng xin phép ông ngoại bạn Thúy Hằng một quả mít để có thể về
làm rau xem có đặc biệt hơn so với những cây mít thông thường hay không. Nó cũng có những đặc biệt khác so với những cây mít thông thường, cho nên thì đối với những cây mít thông thường thì ta có thể thấy là nó có thể tự mọc hoặc là trồng cây từ bé và người dân cứ để thế và cho nó mọc lên tự nhiên thôi. Nó vẫn phát triển bình thường. Nhưng đối với cây mít tí hon này thì ngoài việc lấy giống từ nước ngoài thì mình cũng phải chăm bón và tưới nước thường xuyên. Đảm bảo cho cây hấp thụ tốt những khoáng chất cần thiết cho đất. Đặc biệt là lúc cây bắt đầu tầm lớn hơn người mình. Chị? Sẽ bắt nó nhỉ? Ừ. Cái này nhỉ? Ừ, đó đó. Để cài Không đặt được tự. mẹ, đến đây hãy có phần nêm cài đặt nhón để bảo quản. Cái đâu? Khoan, cứ cứ để đó đi, vô cài đặt đó. À, chị có tí. Là đó này. Cứ cứ lại đó đấy. Được nhỉ. Ừ, hơi nhỏ cái này. Hay là cứ cậu phải cầm thương tệ đấy chứ. Nào. Nào thì cứ gửi tôi cậy. Lúc này. Một cậy mà ăn chứ. Mình chưa có toàn mà. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay như video trước thì mình có giới thiệu rất là cụ thể đối với các bạn về giống cây mít của nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đừng 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 mấy tí nữa. Ngồi xuống đi được, khỏi mọi. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một loại rau rất là đặc biệt. Có thể gọi là rau này khá là độc quyền của nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đấy là rau khoai lang. Những nơi khác thì thường gọi giống rau này là lang. Ta có thể thấy ông ngoại bạn Thúy Hằng mục tiêu là trồng để phục vụ cho bữa cơm gia đình, cho nên đặc biệt là không phun thuốc trừ sâu hay là chất tăng trưởng. Nên có thể là những lá rau của cũng có một vài lỗ nhỏ thể hiện cho sự là có con sâu có thể ăn lá ở đây. Nhưng mà vì thế thì rau ở đây rất là đảm bảo sức khỏe. Rau này thì chỉ cần sống ở vùng đất tơi xốp. Pha lẫn một ít gát thì có thể sinh trưởng rất là nhanh. Đầu tiên thì mình sẽ mua những dây khoai lang về để trồng ở đây theo luống. Và chỉ cần tưới nước một ngày hai lần. Thì sau khoảng một tháng thì nó đã bắt đầu tốt và chúng ta có thể hái rau ăn dần. Rau khoai thì cung cấp rất nhiều vitamin, protein, giúp bổ não, tốt cho tim mạch cũng như là tăng trí nhớ rất là tốt. Rau khoai này thì mình có thể lấy ngọn của rau khoai để luộc, chấm với nước mắm, tỏi ớt cũng rất là ngon. Hoặc có thể những lá già hơn thì mình có thể hái rau về. Xóa đây, mất vần đuôi. Thôi thôi đừng nói đoạn đời đời tao quay xong này đi đem đi quay mày tao 2 phút thôi được, thôi 2 phút trên mặt trời đi. 2 phút tôi xóa đi. Rau này thì
rất là dễ trồng. Được cái điện thoại đọc bài cậu cậu nội. Củ của khoai này ăn cũng rất là ngon và phục vụ cho chế độ giảm cân của nhiều chị em phụ nữ. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một món ăn làm rất là ngon, đấy là món rau khoai, canh rau khoai lang nấu tôm gọt mắt. Vừa đây là một món ăn có nguyên liệu rất là dễ tìm. Bước 1 thì sau khi rau khoai lang nhặt bỏ phần già và rửa sạch thì sau đó mình thái đoạn vừa ăn, hành khô thì lột vỏ rửa sạch và băm nhỏ. Tôm sú thì mình lột vỏ rút kỹ đường, chỉ đen trên sóng lưng tôm và ướp tôm với 1/2 phần hành băm nhỏ, 1 thìa hạt nêm. Và mình sẽ cho 3 thìa mỡ nước cùng với tóp mỡ vào nồi, sau đó cho phần hành tỏi băm nhỏ còn lại và 1/2 thìa bột ớt vào. Bước 3 thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể trong những video sau. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục thì chuỗi video lần trước thì lần này mình sẽ nói đến bước 3 của món canh khoai lang nấu tôm. Thì khi nồi canh sôi thì bạn dùng thìa vớt hết phần bọt bên trên rồi nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng. Sau đó thì cho rau vào nồi và đảo nhẹ để rau chín đều. Đun sôi thêm 1 phút nữa thì tắt bếp. Không nên cho rau lang sôi quá lâu bởi vì là rau sẽ rất là dễ bị làm nhừ. Nếu mà nhừ quá thì không ngon. Và hôm nay thì mình cũng giới thiệu đến các bạn những tác dụng thần kỳ của củ khoai lang. Ông ngoại bạn Thúy Hằng thì cũng bảo là trồng cây khoai lang này tầm 2 đến 3 năm thì sẽ cho ra củ ở dưới. Thì khoai lang là một loại cây nông nghiệp với các rễ củ lớn chứa nhiều tinh bột và có vị ngọt, được gọi là củ khoai lang, và nó là nguồn cung cấp rau ăn củ quả quan trọng, được sử dụng trong vai trò của cả rau lẫn lương thực. Các lá non và thân non cũng được sử dụng như một loại rau. Thành phần dinh dưỡng của nó thì có lợi cho sức khỏe. Mình có thể có tác dụng trong việc phòng bệnh. Khoai lang thì có nhiều lợi ích cho sức khỏe mà không hề có tác dụng phụ khi sử dụng hàng ngày. Các rễ cây thì được sử dụng làm chất tăng tiết sữa. Lá được dùng để điều trị bệnh thái tháo đường và sổ run mắc và điều trị áp xe và cầm máu. Củ thì tốt cho việc chữa bệnh hen suyễn. Xịt răng. Có anh xịt răng. Xịt răng. Ui giời. Rất là nhiều công dụng đúng không các bạn? Và thật sự rất là tiếc. Bởi vì
mình đã không biết đến lợi ích của củ khoai lang sớm hơn để có thể ăn nhiều hơn để có thể tác dụng tốt cho sức khỏe. Mày Minh quay đâu à? Thế cứ quay sao gửi đến mày? Quay đi. Quay đi. Đang quay được. Thế nhưng đéo đùa đó ạ. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ theo chân bạn Thúy Hằng. Mà đi mình thôi, quan trọng không? Đi tham vườn của ông ngoại của bạn Thúy Hằng. Đẩy nhanh tiến độ đó. Vườn nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng thì trồng rất nhiều cây ăn quả cũng như là cây cảnh. Các bạn có thể đây là một hàng dâm bụt lối vào cổng của ông bạn Thúy Hằng. Đây là một loại giống dâm bụt được lấy giống nhân giống từ nước Pháp xa xôi. Hoa rất là tươi và nhiều bông ạ. Ông gọi bạn Thúy Hằng cho biết mỗi giống cây hoa dâm bụt này có giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng tùy vào loại hoa màu gì cũng như tại tùy lại giống màu gì. Và ông gọi bạn Thúy Hằng cũng cho biết là để trồng lên cây này thì mình phải phân bón nó đầy đủ, nhưng mà loại phân mà ông bạn Thúy Hằng sử dụng là phân kali có giá là 50.000 đồng 1 kg phân kali. Và một tháng thì đối với cây dâm bụt này thì ông bạn Thúy Hằng phải dùng 2 kg đến 2,5 kg phân kali. Ngoài ra phải kết hợp mỗi ngày tưới nước 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều tối mới có thể nhanh lớn như thế này. Và cây dâm bụt này đã được ông bạn Thúy Hằng trồng hơn 1 năm. Và ông bạn Thúy Hằng cũng cho biết là sẽ nhân giống và trồng nhiều cây dâm bụt hơn để có thể vào mỗi dịp xuân có thể khoe sắc. Cụm ái nổi dưới thơm là quý. Cam thương nặng lắm nè. Cái mướng cảnh ấy. Này, trong lúc đồi mình về sạc vào cái sạc dự phòng ở đây. Ok. Sạc dự phòng vậy đi cậy. Lấy xăm súng mà được đó, popo mà được đó. Ta có thể ngắm qua những bông hoa dâm bụt. Bông nó rất là đặc biệt, nó không giống như hoa dâm bụt bình thường màu đỏ. Đặc biệt là hoa dâm bụt này rất là thơm. Nhiều người vẫn bảo là đừng như hoa dâm bụt có đỏ mà không có thơm, nhưng đây là cây hoa dâm bụt đặc biệt, vừa thơm vừa đỏ. Mình có thể cây dâm bụt này đem đơm hoa ra thì lúc hoa tàn thì sẽ có nhụy hoa và có hạt của hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt này đặc biệt là nó có hạt, không giống như những cây hoa dâm bụt bình thường ở Việt Nam. Thì mình có thể lấy hạt này. Được chứ? Viết lấy mãi đấy. Mình có thể lấy hạt này để gieo trồng trong những vụ sau. Xóa cái video mọi này chứ. Đông đi, vô đông đi. Video rau thì mình sẽ dẫn các bạn đến những địa chỉ. Đi ngoài đi thôi, đừng vô nhập. Dài thì dài trạng, đừng lấy cần mình đây đâu. Cứ đừng lấy cho im đấy. Không cần đi đâu mà cho nhập. Và video này thì cũng đã gần đến hồi kết.
trong những video sau thì mình sẽ cùng bạn Thúy Hằng đến thăm những cây ăn quả cũng như là cây rau do chính tay ông ngoại đã hơn 90 tuổi gieo trồng của nhà bạn Thúy Hằng. Mình sẽ quay cho các bạn ngắm sơ qua về vườn của ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đấy. Đấy là mình chỉ quay qua cho các bạn xem thôi. Còn trong video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể từng loại cây ăn quả cũng như cây rau do chính ông ngoại bạn Thúy Hằng gieo trồng. Và video này mình cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye, bye bye. Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục video thì mình hôm nay như đã hứa thì mình sẽ giới thiệu cụ thể từng loại cây ăn quả cũng như là đi thăm vườn nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Mỹ Như Hào ấy, anh là tên gì? Đây, tao có thể thấy thì anh bạn Thúy Hằng là một cây mít. Có thể nói là người ta ví von là cây mít này là cây mít tí hon, bởi vì là so với những giống cây mít bình thường thì cây mít này có kích cỡ cũng như là chiều dài ngắn hơn so với những cây mít thông thường của bà con trong xóm. Tí nữa kể ông ạ. Khi mà mới chụp. Đây là cây mít rất là nhỏ, chiều cao khoảng từ 10 đến 13 mét. Nhưng mà nhánh của cây mít này cũng không quá nhiều, nhưng mà cho rất là nhiều quả. Chúng ta có thể thấy ở dưới gốc của cây mít có tầm từ 15 đến 20 quả. Đặc biệt hay mít đi rồi mà mất đâu tân. Cây mít từ gốc lên đến ngọn, còn trên ngọn cũng rất là nhiều trái, nhưng mà mình quay thì không rõ lắm, nhưng mà có rất nhiều quả con. Mít này thì theo như ông ngoại bạn Thúy Hằng tâm sự thì là được một người bạn thời đi đánh Mỹ tặng cho giống cây mít này. Giống này là giống đặc biệt được nhập khẩu từ đất nước Italia xa xôi về. Quả quả 4 tí nhá, có một cái sáo đâu. Con nàng không bán qua đây rồi này. Cây mít này thì cũng có rất là nhiều công dụng. Lúc cây mít còn non hay còn gọi là xanh thì mình có thể gọt vỏ để có thể làm rau phục vụ cho những bạn ăn, hoặc có những gia đình thì không thích ăn rau thì có thể đợi nó chín để bóc tách từng múi ăn như một quả sau khi ăn để tráng miệng. Mít này thì đặc tính của nó là khô nhưng mà vẫn có một chút gì đó ẩm ướt, khi đi vào miệng thì mang lại một vị ngọt rất là đặc trưng.
có câu hỏi mới của bạn Thúy Hằng, có thích ăn mít này không ạ? À, trong những video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gieo mít quả này và cách trồng cũng như là cách bảo quản và làm các món ăn từ mít. Xin chào tất cả các bạn. Hôm trước thì mình và cũng đã theo chân bạn Thúy Hằng đi tham quan cây mít tí hon khổng lồ của ông ngoại. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn đối với dòng cây mít này thì cách chăm sóc có khác so với những cây thông thường hay không. Thì mình sẽ nói rõ cho các bạn. Chúng ta có thể ngắm nhìn qua gốc cây mít và cũng như từng quả mít của cây này. Mình có thể thấy cây mít này từ cây đến quả có rất là nhiều điểm khác biệt so với những cây mít thông thường. Đối với cây mít này thì cái gai của nó khá là nhẵn so với những cây mít thông thường. Đặc biệt là nó chia theo màu từ màu nâu đến màu xanh, có hơi chút ngả vàng, không phân theo từng màu giống như cây mít thông thường. Và đặc biệt là quả thì thường mọc tụ lại ở một nơi, không tách thành từng lớp giống như những cây mít bình thường. Ta có thể thấy ở dưới gốc cây mít này thì rất là nặng đúng không ạ? Và trưa hôm nay thì mình cũng xin phép ông ngoại bạn Thúy Hằng một quả mít để có thể về làm rau xem có đặc biệt hơn so với những cây mít thông thường hay không. Nó cũng có những đặc biệt khác so với những cây mít thông thường cho nên thì đối với những cây mít thông thường thì ta có thể thấy là nó có thể tự mọc hoặc là trồng cây từ bé và người dân cứ để thế và cho nó mọc lên tự nhiên thôi. Nó vẫn phát triển bình thường, nhưng đối với cây mít tí hon này thì ngoài việc lấy giống từ nước ngoài thì mình cũng phải chăm bón và tưới nước thường xuyên. Đảm bảo cho cây hấp thụ tốt những khoáng chất cần thiết cho đất. Đặc biệt là lúc cây bắt đầu tầm lớn hơn người mình. Chị? Sẽ bắt đây nhỉ? Đó. Để cài đặt tự. Đến đây hãy có phần nêm cài đặt nhóm để bảo quản. Bạn cứ để đó đi, vô cài đặt đó. À, chị gọi đi. Cứ lại đó đấy. Được nhỉ. Hơi nhỏ cái này. Hay là cứ cậu phải cầm thương tệ đấy, biết. Nắng thì cứ gửi tôi cậy. Được một cậy, mình ăn chứ. Mình chưa có tỏi mà.
Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay như video trước thì mình có giới thiệu rất là cụ thể đối với các bạn về giống cây mít của nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đừng mấy tí nữa. Ngồi xuống đi được, khỏi mọi. Tuy. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một loại rau rất là đặc biệt. Có thể gọi là rau này khá là độc quyền của nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đấy là rau khoai lang. Những nơi khác thì thường gọi giống rau này là lang. Ta có thể thấy ông ngoại bạn Thúy Hằng mục tiêu là trồng để phục vụ cho bữa cơm gia đình, cho nên đặc biệt là không phun thuốc trừ sâu hay là chất tăng trưởng. Nên có thể là những lá rau của cũng có một vài lỗ nhỏ thể hiện cho sự là có con sâu có thể ăn lá ở đây. Nhưng mà vì thế thì rau ở đây rất là đảm bảo sức khỏe. Rau này thì chỉ cần sống ở vùng đất tơi xốp, pha lẫn một ít gát thì có thể sinh trưởng rất là nhanh. Đầu tiên thì mình sẽ mua những dây khoai lang về để trồng ở đây theo luống. Và chỉ cần tưới nước một ngày hai lần. Thì sau khoảng một tháng thì nó đã bắt đầu tốt và chúng ta có thể hái rau ăn dần. Rau khoai thì cung cấp rất nhiều vitamin, protein, giúp bổ não, tốt cho tim mạch cũng như là tăng trí nhớ rất là tốt. Rau khoai này thì mình có thể lấy ngọn của rau khoai để luộc, chấm với nước mắm, tỏi ớt cũng rất là ngon. Hoặc có thể những lá già hơn thì mình có thể hái rau về. Xóa đây, mất bẩn đuôi. Thôi thôi đừng nói đoạn, đời tao quay xong này đi em đi quay. Mày tao 2 phút. Thôi 2 phút rồi anh mất chai đi. 2 phút thôi, xóa đi. Rau này thì rất là dễ trồng. Được cái điện thoại đọc bài cũng cậu nội. Củ của khoai này ăn cũng rất là ngon và phục vụ cho chế độ giảm cân của nhiều chị em phụ nữ. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một món ăn làm rất là ngon. Đấy là món rau khoai, canh rau khoai lang nấu tôm gọt mắt. Đây là một món ăn có nguyên liệu rất là dễ tìm. Bước 1 thì sau khi rau khoai lang nhặt bỏ phần già và rửa sạch, thì sau đó mình thái đoạn vừa ăn, hành khô thì lột vỏ, rửa sạch và băm nhỏ. Tôm sú thì mình lột vỏ, rút kỹ đường, chỉ đen trên sóng lưng tôm và ướp tôm với 1/2 phần hành băm nhỏ, 1 thìa hạt nêm. Và mình sẽ cho 3 thìa mỡ nước cùng với tóp mỡ vào nồi, sau đó cho phần hành tỏi băm nhỏ còn lại và 1/2 thìa bột ớt vào. Bước 3 thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể trong những video sau. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục thì chuỗi video lần trước thì lần này mình sẽ nói đến bước 3 của món canh khoai lang nấu tôm. Thì khi nồi canh sôi thì bạn dùng thìa vớt hết phần bột bên trên rồi nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng. Sau đó thì cho rau vào nồi và đảo nhẹ để rau chín đều. Đun sôi thêm 1 phút nữa thì tắt bếp. Không nên cho rau lang sôi quá lâu bởi vì là rau sẽ rất là dễ bị làm nhừ. Nếu mà nhừ quá thì không ngon. Và hôm nay thì mình cũng giới thiệu đến các bạn những tác dụng
thần kỳ của củ khoai lang. Ông ngoại bạn Thúy Hằng thì cũng bảo là trồng cây khoai lang này tầm 2 đến 3 năm thì sẽ cho ra củ ở dưới. Thì khoai lang là một loại cây nông nghiệp với các rễ củ lớn chứa nhiều tinh bột và có vị ngọt, được gọi là củ khoai lang, và nó là nguồn cung cấp rau ăn củ quả quan trọng, được sử dụng trong vai trò của cả rau lẫn lương thực. Các lá non và thân non cũng được sử dụng như một loại rau. Thành phần dinh dưỡng của nó thì có lợi cho sức khỏe. Mình có thể có tác dụng trong việc phòng bệnh. Khoai lang thì có nhiều lợi ích cho sức khỏe mà không hề có tác dụng phụ khi sử dụng hàng ngày. Các rễ cây thì được sử dụng làm chất tăng tiết sữa. Lá được dùng để điều trị bệnh thái tháo đường và sổ run mắc, và điều trị áp xe và cầm máu. Củ thì tốt cho việc chữa bệnh hen suyễn. Xịt răng. Có anh xịt răng. Xịt răng. Ui giời. Rất là nhiều công dụng đúng không các bạn? Và thật sự rất là tiếc. Bởi vì mình đã không biết đến lợi ích của củ khoai lang sớm hơn để có thể ăn nhiều hơn, để có thể tác dụng tốt cho sức khỏe. Mày Minh quay đâu à? Thế cứ quay sao gửi đến mày. Quay đi. Quay đi. Đang quay được. Mày ba Thành ơi. Thế nhưng đéo đùa đó ạ. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ theo chân bạn Thúy Hằng. Mà mình thôi, quan trọng không? Đi tham vườn của ông ngoại của bạn Thúy Hằng. Đẩy nhanh tiến độ. Vườn nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng thì trồng rất nhiều cây ăn quả cũng như là cây cảnh. Các bạn có thể đây là một hàng dâm bụt lối vào cổng của ông bạn Thúy Hằng. Đây là một loại giống dâm bụt được lấy giống nhân giống từ nước Pháp xa xôi. Các bạn lấy chạy tiêu là được. Hoa rất là tươi và nhiều bông ạ. Ông ngoại bạn Thúy Hằng cho biết mỗi giống cây hoa dâm bụt này có giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, tùy vào loại hoa màu gì cũng như tại tùy loại giống màu gì. Và ông ngoại bạn Thúy Hằng cũng cho biết là để trồng nên cây này thì mình phải phân bón nó đầy đủ, nhưng mà loại phân mà ông bạn Thúy Hằng sử dụng là phân kali, có giá là 50.000 đồng 1 kg phân kaki. Và một tháng thì đối với cây dâm bụt này thì ông bạn Thúy Hằng phải dùng 2 kg đến 2,5 kg phân kaki. Ngoài ra phải kết hợp mỗi ngày tưới nước 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều tối mới có thể nhanh lớn như thế này. Và cây dâm bụt này đã được ông bạn Thúy Hằng trồng hơn 1 năm.
Và ông Bạn Thúy Hằng cũng cho biết là sẽ nhân giống và trồng nhiều cây dâm bụt hơn để có thể vào mỗi dịp xuân có thể khoe sắc. Cụm ái nổi gì thơm là quý. Con thương nàng lắm nè. Ừ. Cái mướng cảnh ấy. Này, trong lúc đời mình về sọc nó cái sọc dư phong ở đây. Ok. Sọc dư phong vậy đi cái. Ăn cái nữa. Lấy xăm súng mà được đó, popo mà được đó. Ta có thể ngắm qua những bông hoa dâm bụt. Bông nó rất là đặc biệt, nó không giống như hoa dâm bụt bình thường màu đỏ. Đặc biệt là hoa dâm bụt này rất là thơm. Nhiều người vẫn bảo là đừng như hoa dâm bụt có đỏ mà không có thơm, nhưng đây là cây hoa dâm bụt đặc biệt, vừa thơm vừa đỏ. Mình có thể cây dâm bụt này đêm đơm hoa ra thì lúc hoa tàn thì sẽ có nhụy hoa và có hạt của hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt này đặc biệt là nó có hạt, không giống như những cây hoa dâm bụt bình thường ở Việt Nam. Thì mình có thể lấy hạt này. Được chưa? Viết lấy máy đấy. Mình có thể lấy hạt này để gieo trồng trong những vụ sau. Xóa cái video mọi này chứ. Video rao thì mình sẽ dẫn các bạn đến những địa chỉ. Đi ngoài thì thôi, đừng vô nhập. Dài thì dài trạng, đừng lấy cần bị đây đâu. Cứ đừng lấy cho im đấy. Không cần đi đâu mà cho nhập. Và video này thì cũng đã gần đến hồi kết. Trong những video sau thì mình sẽ cùng bạn Thúy Hằng đến thăm những cây ăn quả cũng như là cây rau do chính tay ông ngoại đã hơn 90 tuổi gieo trồng của nhà bạn Thúy Hằng. Mình sẽ quay cho các bạn ngắm sơ qua về vườn của ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đấy. Đây là hoa màu đỏ có hồng và hoa màu tím. Đấy là mình chỉ quay qua cho các bạn xem thôi. Còn trong video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể từng loại cây ăn quả cũng như cây rau do chính ông ngoại bạn Thúy Hằng gieo trồng. Và video này mình cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye, bye bye. Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục video thì mình hôm nay như đã hứa thì mình sẽ giới thiệu cụ thể từng loại cây ăn quả cũng như là đi thăm vườn nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Mỹ Như Hào ấy, anh là tên gì?
Đây, ta có thể thấy thì canh bạn Thúy Hằng là một cây mít. Có thể nói là người ta ví von là cây mít này là cây mít tí hon, bởi vì là so với những giống cây mít bình thường thì cây mít này có kích cỡ cũng như là chiều dài ngắn hơn so với những cây mít thông thường của bà con trong xóm. Tí nữa kể ống ạ, khi mà mới chụp. Đây là cây mít rất là nhỏ, chiều cao khoảng từ 10 đến 13 mét. Nhưng mà nhánh của cây mít này cũng không quá nhiều, nhưng mà cho rất là nhiều quả. Chúng ta có thể thấy ở dưới gốc của cây mít có tầm từ 15 đến 20 quả. Đặc biệt hay mít đi dồn một mốt đông tân. Cây mít từ gốc lên đến ngọn, còn trên ngọn cũng rất là nhiều trái, nhưng mà mình quay thì không rõ lắm, nhưng mà có rất nhiều quả con. Mít này thì theo như ông ngoại bạn Thúy Hằng tâm sự thì là được một người bạn thời đi đánh Mỹ tặng cho giống cây mít này. Giống này là giống đặc biệt được nhập khẩu từ đất nước Italia xa xôi về. Quả quả 4 tí nhá, có một cái sáo đâu. Con nàng không bán qua đây rồi này. Cây mít này thì cũng có rất là nhiều công dụng. Lúc cây mít còn non hay còn gọi là xanh thì mình có thể gọt vỏ để có thể làm rau, phục vụ cho những bạn ăn, hoặc có những gia đình thì không thích ăn rau thì có thể đợi nó chín để bóc tách từng múi ăn như một quả sau khi ăn để tráng miệng. Mít này thì đặc tính của nó là khô nhưng mà vẫn có một chút gì đó ẩm ướt, khi đi vào miệng thì mang lại một vị ngọt rất là đặc trưng. Có câu hỏi mới của bạn Thúy Hằng có thích ăn mít này không ạ? Trong những video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gieo mít quả này và cách trồng cũng như là cách bảo quản và làm các món ăn từ mít. Xin chào tất cả các bạn. Hôm trước thì mình và cũng đã theo chân bạn Thúy Hằng đi tham quan cây mít tí hon khổng lồ của ông ngoại. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn đối với dòng cây mít này thì cách chăm sóc có khác so với những cây thông thường hay không. Thì mình sẽ nói rõ cho các bạn. Chúng ta có thể ngắm nhìn qua gốc cây mít và cũng như từng quả mít của cây này. Mình có thể thấy cây mít này từ cây đến quả có rất là nhiều điểm khác biệt so với những cây mít thông thường. Đối với cây mít này thì cái gai của nó khá là nhẵn so với những cây mít thông thường. Đặc biệt là nó chia theo màu từ màu nâu đến màu xanh, có hơi chút ngả vàng, không phân theo từng màu giống như cây mít thông thường.
Và đặc biệt là quả thì thường mọc tụ lại ở một nơi, không tách thành từng lớp giống như những cây mít bình thường. Ta có thể thấy ở dưới gốc cây mít này thì rất là nặng đúng không ạ? Và trưa hôm nay thì mình cũng xin phép ông ngoại bạn Thúy Hằng một quả mít để có thể về làm rau xem có đặc biệt hơn so với những cây mít thông thường hay không. Nó cũng có những đặc biệt khác so với những cây mít thông thường, cho nên thì đối với những cây mít thông thường thì ta có thể thấy là nó có thể tự mọc hoặc là trồng cây từ bé và người dân cứ để thế và cho nó mọc lên tự nhiên thôi, nó vẫn phát triển bình thường. Nhưng đối với cây mít tí hon này thì ngoài việc lấy giống từ nước ngoài thì mình cũng phải chăm bón và tưới nước thường xuyên, đảm bảo cho cây hấp thụ tốt những khoáng chất cần thiết cho đất. Đặc biệt là lúc cây bắt đầu tầm lớn hơn người mình. Chị? Sẽ bắt đây nhỉ? Ừ, đó đó. Để cài đặt tự. Đến đây, hãy có phần nêm cài đặt nhón để bảo quản. Quan, cứ để đó đi, vô cài đặt đó. À, chị gọi đi. Là đó này. Cứ là đó đấy. Được nhỉ. Hơi nhỏ cái này. Hay là cứ cậu phải cầm thương tệ đấy, biết. Nắng. Nắng thì cứ gửi tôi cậy. Lúc này. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay như video trước thì mình có giới thiệu rất là cụ thể đối với các bạn về giống cây mít của nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đừng mấy tí nữa. Ngồi xuống đi được, khỏi mọi. Tuy. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một loại rau rất là đặc biệt. Có thể gọi là rau này khá là độc quyền của nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đấy là rau khoai lang. Những nơi khác thì thường gọi giống rau này là lang. Ta có thể thấy ông ngoại bạn Thúy Hằng mục tiêu là trồng để phục vụ cho bữa cơm gia đình, cho nên đặc biệt là không phun thuốc trừ sâu hay là chất tăng trưởng. Nên có thể là những lá rau của cũng có một vài lỗ nhỏ thể hiện cho sự là có con sâu có thể ăn lá ở đây. Nhưng mà vì thế thì rau ở đây rất là đảm bảo sức khỏe. Rau này thì chỉ cần sống ở vùng đất tơi xốp, pha lẫn một ít gát thì có thể sinh trưởng rất là nhanh. Đầu tiên thì mình sẽ mua những dây khoai lang về để trồng ở đây theo luống. Và chỉ cần tưới nước một ngày hai lần. Thì sau khoảng một tháng thì nó đã bắt đầu tốt và chúng ta có thể hái rau ăn dần. Rau khoai thì cung cấp rất nhiều vitamin, protein, giúp bổ não, tốt cho tim mạch cũng như là tăng trí nhớ rất là tốt. Rau khoai này thì mình có thể lấy ngọn của rau khoai để luộc, chấm với nước mắm, tỏi ớt cũng rất là ngon. Hoặc có thể những lá già hơn thì
mình có thể hái rau về. Xóa đây, mất bẩn đuôi. Thôi thôi đừng đợi đợi tao quay sang này ra mình đi quay. Mày tao. 2 phút. Thôi. 2 phút rồi mất chai. 2 phút thôi xóa đi. À, rau này thì rất là dễ trồng. Được cái điện thoại đọc bài cũng cậu nói. Củ của khoai này ăn cũng rất là ngon và phục vụ cho chế độ giảm cân của nhiều chị em phụ nữ. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một món ăn làm rất là ngon, đấy là món rau khoai, canh rau khoai lang nấu tôm gọt mắt. Vừa đây là một món ăn có nguyên liệu rất là dễ tìm. Bước 1 thì sau khi rau khoai lang nhặt bỏ phần già và rửa sạch thì sau đó mình thái đoạn vừa ăn, hành khô thì lột vỏ rửa sạch và băm nhỏ. Tôm sú thì mình lột vỏ rút kỹ đường, chỉ đen trên sóng lưng tôm và ướp tôm với 1/2 phần hành băm nhỏ, 1 thìa hạt nêm. Và mình sẽ cho 3 thìa mỡ nước cùng với tóp mỡ vào nồi, sau đó cho phần hành tỏi băm nhỏ còn lại và 1/2 thìa bột ớt vào. Bước 3 thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể trong những video sau. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục thì chuỗi video lần trước thì lần này mình sẽ nói đến bước 3 của món canh khoai lang nấu tôm. Thì khi nồi canh sôi thì bạn dùng thìa vớt hết phần bột bên trên rồi nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng. Sau đó thì cho rau vào nồi và đảo nhẹ để rau chín đều. Đun sôi thêm 1 phút nữa thì tắt bếp. Không nên cho rau lang sôi quá lâu bởi vì là rau sẽ rất là dễ bị làm nhừ. Nếu mà nhừ quá thì không ngon. Và hôm nay thì mình cũng giới thiệu đến các bạn những tác dụng thần kỳ của củ khoai lang. Ông ngoại bạn Thúy Hằng thì cũng bảo là trồng cây khoai lang này tầm 2 đến 3 năm thì sẽ cho ra củ ở dưới. Thì khoai lang là một loại cây nông nghiệp với các rễ củ lớn chứa nhiều tinh bột và có vị ngọt, được gọi là củ khoai lang, và nó là nguồn cung cấp rau ăn củ quả quan trọng, được sử dụng trong vai trò của cả rau lẫn lương thực. Các lá non và thân non cũng được sử dụng như một loại rau. Thành phần dinh dưỡng của nó thì có lợi cho sức khỏe. Mình có thể có tác dụng trong việc phòng bệnh. Khoai lang thì có nhiều lợi ích cho sức khỏe mà không hề có tác dụng phụ khi sử dụng hàng ngày. Các rễ cây thì được sử dụng làm chất tăng tiết sữa. Lá được dùng để điều trị bệnh thái tháo đường và sổ run mắc và điều trị áp xe và cầm máu. Củ thì tốt cho việc chữa bệnh hen suyễn. Xịt răng. Có anh xịt răng. Xịt răng.
Ui giời. Rất là nhiều công dụng đúng không các bạn? À, và thật sự rất là tiếc. Bởi vì mình đã không biết đến lợi ích của củ khoai lang sớm hơn để có thể ăn nhiều hơn để có thể tác dụng tốt cho sức khỏe. Mày Minh quay đâu à? Thế cứ quay sao gửi đến mày? Quay đi. Quay đi. Đang quay được. Mày ba Thành ơi. Thế nhưng đéo đùa đó ạ. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ theo chân bạn Thúy Hằng. Mà đi mình thôi, quan trọng không? À, đi tham vườn của ông ngoại của bạn Thúy Hằng. Đẩy nhanh tiến độ. À, vườn nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng thì trồng rất nhiều cây ăn quả cũng như là cây cảnh. Các bạn có thể đây là một hàng dâm bụt lúa vào cổng của ông bạn Thúy Hằng. Đây là một loại giống dâm bụt được lấy giống nhân giống từ nước Pháp xa xôi. Các buổi nãy chạy tiêu lên được. Hoa rất là tươi và nhiều bông ạ. Ông ngoại bạn Thúy Hằng cho biết mỗi giống cây hoa dâm bụt này có giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng tùy vào loại hoa màu gì cũng như loại tùy lại giống màu gì. Và ông ngoại bạn Thúy Hằng cũng cho biết là để trồng lên cây này thì mình phải phân bón nó đầy đủ, nhưng mà loại phân mà ông bạn Thúy Hằng sử dụng là phân kali có giá là 50.000 đồng 1 kg phân kaki. Và một tháng thì đối với cây dâm bụt này thì ông bạn Thúy Hằng phải dùng 2 kg đến 2,5 kg phân kaki. Ngoài ra phải kết hợp mỗi ngày tưới nước 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều tối mới có thể nhanh lớn như thế này. Và cây dâm bụt này đã được ông bạn Thúy Hằng trồng hơn 1 năm. Và ông bạn Thúy Hằng cũng cho biết là sẽ nhân giống và trồng nhiều cây dâm bụt hơn để có thể vào mỗi dịp xuân có thể khoe sắc. Cụm ái nổi dưới thơm là quý. Con thương nàng lắm nè. Cái mướn cảnh ấy. Này, trong lúc đồi mình về sọc vào cái sọc dư phong ở đây. Okay. Sọc dư phong vậy đi cậy. Lấy xăm súng mà được đó, popo mà được đó. Ta có thể ngắm qua những bông hoa dâm bụt. Bông nó rất là đặc biệt, nó không giống như hoa dâm bụt bình thường màu đỏ. Đặc biệt là hoa dâm bụt này rất là thơm. Nhiều người vẫn bảo là đừng như hoa dâm bụt có đỏ mà không có thơm, nhưng đây là cây hoa dâm bụt đặc biệt, vừa thơm vừa đỏ. Mình có thể cây dâm bụt này đem đơm hoa ra thì lúc hoa tàn thì sẽ có nhụy hoa và có hạt của hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt này đặc biệt là nó có hạt, không giống như những cây hoa dâm bụt bình thường ở Việt Nam. Thì mình có thể lấy hạt này được chứ? Viết lấy máy đấy. Mình có thể lấy hạt này để gieo trồng trong những vụ sau. Xóa cái video mọi này chứ. Đúng.
trong nhiều đi, vô trong đi. À, video rau thì mình sẽ dẫn các bạn đến những địa chỉ đi đi ngoài ngoài thì thôi, đừng vô nhập. Dài thì dài trạng, đừng lấy cần mình lấy đâu. Cứ đừng lấy cho im đấy. Không cần đi làm cho nhập. À, và video này thì cũng đã gần đến hồi kết. Trong những video sau thì mình sẽ cùng bạn Thúy Hằng đến thăm những cây ăn quả cũng như là cây rau do chính tay ông ngoại đã hơn 90 tuổi gieo trồng của nhà bạn Thúy Hằng. Mình sẽ quay cho các bạn ngắm sơ qua về vườn của ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đấy. Đấy là mình chỉ quay qua cho các bạn xem thôi. Còn trong video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể từng loại cây ăn quả cũng như cây rau do chính ông ngoại bạn Thúy Hằng gieo trồng. Và video này mình cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye, bye bye. Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục video thì mình hôm nay như đã hứa thì mình sẽ giới thiệu cụ thể từng loại cây ăn quả cũng như là đi thăm vườn nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Mỹ Như Hào ấy, anh là tên nhiêu? Đây, tao có thể thấy thì anh bạn Thúy Hằng là một cây mít. Có thể nói là người ta ví von là cây mít này là cây mít tí hon, bởi vì là so với những giống cây mít bình thường thì cây mít này có kích cỡ cũng như là chiều dài ngắn hơn so với những cây mít thông thường của bà con trong xóm. Tí nữa kể ông ạ, khi mà mới chụp. À, đây là cây mít rất là nhỏ, chiều cao khoảng từ 10 đến 13 mét. Nhưng mà nhánh của cây mít này cũng không quá nhiều, nhưng mà cho rất là nhiều quả. Chúng ta có thể thấy ở dưới gốc của cây mít có tầm từ 15 đến 20 quả. Đặc biệt hay mít đi dồn một món đông tân. Cây mít từ gốc lên đến ngọn, còn trên ngọn cũng rất là nhiều trái, nhưng mà mình quay thì không rõ lắm, nhưng mà có rất nhiều quả con. Mít này thì theo như ông ngoại bạn Thúy Hằng tâm sự thì là được một người bạn thời đi đánh Mỹ tặng cho giống cây mít này. Giống này là giống đặc biệt được nhập khẩu từ đất nước Italia xa xôi về. Quả quả 4 tí nhá, có một cái sáo đâu. Con nàng không bán quá đây rồi này. Cây mít này thì cũng có rất là nhiều công dụng. Lúc cây mít còn non hay còn gọi là xanh thì mình có thể gọt vỏ để có thể làm rau.
phục vụ cho những bận ăn, hoặc có những gia đình thì không thích ăn rau thì có thể đợi nó chín để bóc tách từng múi ăn như một quả sau khi ăn để tráng miệng. Mít này thì đặc tính của nó là khô nhưng mà vẫn có một chút gì đó ẩm ướt, khi đi vào miệng thì mang lại một vị ngọt rất là đặc trưng. Có câu hỏi mới của bạn Thúy Hằng có thích ăn mít này không ạ? Trong những video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gieo mít quả này và cách trồng cũng như là cách bảo quản và làm các món ăn từ mít. Xin chào tất cả các bạn. Hôm trước thì mình và cũng đã theo chân bạn Thúy Hằng đi tham quan cây mít tí hon khổng lồ của ông ngoại. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn đối với dòng cây mít này thì cách chăm sóc có khác so với những cây thông thường hay không. Thì mình sẽ nói rõ cho các bạn. Chúng ta có thể ngắm nhìn qua gốc cây mít và cũng như từng quả mít của cây này. Mình có thể thấy cây mít này từ cây đến quả có rất là nhiều điểm khác biệt so với những cây mít thông thường. Đối với cây mít này thì cái gai của nó khá là nhẵn so với những cây mít thông thường. Đặc biệt là nó chia theo màu từ màu nâu đến màu xanh, có hơi chút ngả vàng, không phân theo từng màu giống như cây mít thông thường. Và đặc biệt là quả thì thường mọc tụ lại ở một nơi, không tách thành từng lớp giống như những cây mít bình thường. Ta có thể thấy ở dưới gốc cây mít này thì rất là nặng đúng không ạ? Và trưa hôm nay thì mình cũng xin phép ông ngoại bạn Thúy Hằng một quả mít để có thể về làm rau xem có đặc biệt hơn so với những cây mít thông thường hay không. Nó cũng có những đặc biệt khác so với những cây mít thông thường, cho nên thì đối với những cây mít thông thường thì ta có thể thấy là nó có thể tự mọc hoặc là trồng cây từ bé và người dân cứ để thế và cho nó mọc lên tự nhiên thôi. Nó vẫn phát triển bình thường, nhưng đối với cây mít tí hon này thì ngoài việc lấy giống từ nước ngoài thì mình cũng phải chăm bón và tưới nước thường xuyên. Đảm bảo cho cây hấp thụ tốt những khoáng chất cần thiết cho đất. Đặc biệt là lúc cây bắt đầu tầm lớn hơn người mình. Chị? Sẽ bắt đây nhỉ? Đó. Để cài đặt tự. Đến đây hãy có phần mềm cài đặt nhóm để bảo quản. Bạn cứ để đó đi, vô cài đặt đó. Chị có tí.
Cứ cứ lại đó đấy. Được nhỉ. Ừ, hơi nhỏ cái này. Hay là cứ cỡ phải cầm thương tệ đấy biết. Nào thế cứ gửi tôi cậy. Lúc này. Cậy. Mình ăn chứ. Mình chưa có toàn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay như video trước thì mình có giới thiệu rất là cụ thể đối với các bạn về giống cây mít của nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đừng mấy tí nữa. Ngồi xuống đi được, khỏi mọi. Tuy. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một loại rau rất là đặc biệt. Có thể gọi là rau này khá là độc quyền của nhà ông ngoại bạn Thúy Hằng. Đấy là rau khoai lang. Những nơi khác thì thường gọi giống rau này là lang. Ta có thể thấy ông ngoại bạn Thúy Hằng mục tiêu là trồng để phục vụ cho bữa cơm gia đình, cho nên đặc biệt là không phun thuốc trừ sâu hay là chất tăng trưởng, nên có thể là những lá rau của cũng có một vài lỗ nhỏ thể hiện cho sự là có con sâu có thể ăn lá ở đây, nhưng mà vì thế thì rau ở đây rất là đảm bảo sức khỏe. Rau này thì chỉ cần sống ở vùng đất tơi xốp, pha lẫn một ít gát thì có thể sinh trưởng rất là nhanh. Đầu tiên thì mình sẽ mua những dây khoai lang về để trồng ở đây theo luống. Và chỉ cần tưới nước một ngày hai lần. Thì sau khoảng một tháng thì nó đã bắt đầu tốt và chúng ta có thể hái rau ăn dần. Rau khoai thì cung cấp rất nhiều vitamin, protein, giúp bổ não, tốt cho tim mạch cũng như là tăng trí nhớ rất là tốt. Rau khoai này thì mình có thể lấy ngọn của rau khoai để luộc, chấm với nước mắm, tỏi ớt cũng rất là ngon. Hoặc có thể những lá già hơn thì mình có thể hái rau về. Xóa đây, mất bẩn đuôi. Thôi thôi đừng nói đợi, đợi tao quay sang này ra mình đi quay. Mày tao 2 phút. Thôi 2 phút rồi anh mất cha đi. 2 phút thôi xóa đi. Rau này thì rất là dễ trồng. Được cái điện thoại đọc bài cũng cậu nói. Củ của khoai này ăn cũng rất là ngon và phục vụ cho chế độ giảm cân của nhiều chị em phụ nữ. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một món ăn làm rất là ngon, đấy là món rau khoai, canh rau khoai lang nấu tôm gọt mắt. Vừa đây là một món ăn có nguyên liệu rất là dễ tìm. Bước 1 thì sau khi rau khoai lang nhặt bỏ phần già và rửa sạch thì sau đó mình thái đoạn vừa ăn, hành khô thì lột vỏ rửa sạch và băm nhỏ. Tôm sú thì mình lột vỏ rút kỹ đường, chỉ đen trên sóng lưng tôm và ướp tôm với 1/2 phần hành băm nhỏ, 1 thìa hạt nêm. Và mình sẽ cho 3 thìa mỡ nước cùng với tóp mỡ vào nồi, sau đó cho phần hành tỏi băm nhỏ còn lại và 1/2 thìa bột ớt vào. Bước 3 thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể trong những video sau. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục thì chuỗi video lần trước thì lần này mình sẽ nói đến bước 3 của món
canh khoai lang nấu tôm. Thì khi nồi canh sôi thì bạn dùng thìa vớt hết phần bột bên trên rồi nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng. Sau đó thì cho rau vào nồi và đảo nhẹ để rau chín đều. Đun sôi thêm một phút nữa thì tắt bếp. Không nên cho rau lang sôi quá lâu bởi vì là rau sẽ rất là dễ bị làm nhừ. Nếu mà nhừ quá thì không ngon. Và hôm nay thì mình cũng giới thiệu đến các bạn những tác dụng thần kỳ của củ khoai lang. Ông ngoại bạn Thúy Hằng thì cũng bảo là trồng cây khoai lang này tầm 2 đến 3 năm thì sẽ cho ra củ ở dưới. Thì khoai lang là một loại cây nông nghiệp với các rễ củ lớn chứa nhiều tinh bột và có vị ngọt, được gọi là củ khoai lang, và nó là nguồn cung cấp rau ăn củ quả quan trọng, được sử dụng trong vai trò của cả rau lẫn lương thực. Các lá non và thân non cũng được sử dụng như một loại rau. Thành phần dinh dưỡng của nó thì có lợi cho sức khỏe. Mình có thể có tác dụng trong việc phòng bệnh. Khoai lang thì có nhiều lợi ích cho sức khỏe mà không hề có tác dụng phụ khi sử dụng hàng ngày. Các rễ cây thì được sử dụng làm chất tăng tiết sữa. Lá được dùng để điều trị bệnh thái tháo đường và sổ run mắc và điều trị áp xe và cầm máu. Củ thì tốt cho việc chữa bệnh hen suyễn. Xịt răng. Có anh xịt răng. Xịt răng. Ui giời. Rất là nhiều công dụng đúng không các bạn? Và thật sự rất là tiếc. Bởi vì mình đã không biết đến lợi ích của củ khoai lang sớm hơn để có thể ăn nhiều hơn, để có thể tác dụng tốt cho sức khỏe. Mày mình quay được à? Thế cứ quay sao gửi đến mày? Quay đi. Quay đi. Đáng quay được. Thế nhưng đéo đùa đó ạ.